Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Gia-cóp sinh Giu-se là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: mẹ người là Maria đính hôn với Giuse trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì Thiên Thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: hỡi Giuse con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, Thánh Giuse có rất nhiều những đặc điểm và những nhân đức. Hôm nay, nhân dịp chúng ta cử hành trọng thể lễ Thánh Giuse để kết thúc năm đặc biệt kính Thánh Giuse, tôi gợi ra với anh chị em hai điểm này mà có lẽ tôi cho là hai điểm nổi bật trong cuộc đời của thánh cả Giuse, đáng để chúng ta học tập mà trở thành người công chính như Ngài. Điểm thứ nhất đó là Thánh Giuse con người của sự vâng phục thánh ý Chúa một cách tuyệt đối. Tại sao tôi dám khẳng định Thánh Giuse vâng phục thánh ý Chúa một cách tuyệt đối? Anh chị em thân mến, tôi tin rằng Thánh Giuse ở gần bên Chúa và luôn luôn Thánh Giuse cũng hiểu được ý Chúa muốn mình điều gì. Cho nên trong tất cả mọi biểu hiện, mọi hành động, Thánh Giuse cho thấy mình trở thành con người của sự nhanh nhạy trước thánh ý Chúa. Nếu anh chị em đọc lại mà xem trong tất cả các trang tin mừng về thời Giáng sinh của Chúa Giêsu, thì ngay cả đối với tư tế Gia-ca-ri-a là cha của Thánh Gioan Tẩy Giả cũng được Thiên Thần đích thân hiện ra để loan báo cho tư tế biết ông sẽ có con. Và Thiên Thần đấy chính là Tổng lãnh Gabriel, ghê lắm, lớn lao lắm, không phải vừa. Đứng tổng lãnh đến với một con người. Rồi Đức Trinh Nữ Maria cũng vậy, Thiên Thần đến nhà Đức Trinh Nữ và chào Đức Mẹ bằng những lời chào vô cùng trang trọng: kính chào bà đầy ơn phúc, Chúa ở cùng bà, vân vân, để ngỏ lời với Đức Mẹ. Nhưng Thánh Giuse thì sao? Khi Đức Mẹ và Thánh Giuse đến với nhau trong việc đính hôn, Thánh Giuse khám phá ra Đức Trinh Nữ Maria đang có một bào thai trong lòng mình, thì với cái tâm của mình bảo vệ mạng sống của Maria. Bởi vì ngày ấy nếu mà Thánh Giuse tố cáo trước khi Maria về ở với tôi đã có bầu rồi, thì theo luật Do Thái, người phụ nữ có bầu trước khi có chồng phải bị ném đá. Thánh Giuse bảo vệ mạng sống không chỉ của Đức Mẹ mà còn của cả hai mẹ con. Thì lúc bấy giờ Ngài chọn cái cách âm thầm bỏ đi. Anh chị em thấy Thiên Thần có hiện ra không? Không. Trong giấc mơ của mình, Thánh Giuse được báo mộng bào thai Giêsu ở trong lòng Maria là Thiên Chúa làm người. Báo mộng
Thánh Giuse đã tin tưởng, đã đón nhận điều mà mình được báo mộng để đón nhận Đức Trinh Nữ Maria, không hề đặt vấn đề, không hề có ý kiến. Đến khi những năm tháng ở với Đức Mẹ, hay đúng hơn những ngày tháng ở với Đức Mẹ, cho đến lúc Đức Mẹ bắt đầu sinh nở, Thánh Giuse cặm cụi đi bên Đức Mẹ để bảo vệ, để gìn giữ, để chở che, hiểu được thánh ý Chúa. Đến lúc đang đêm, cũng lại đang đêm, cũng lại một lần nữa trong giấc mộng, được báo mộng là phải trỗi dậy ngay để đưa hài nhi Giêsu và mẹ của người đi sang Ai Cập, bởi vì bạo vương Herodê đang tìm giết chết hài nhi. Thánh Giuse lại một lần nữa cặm cụi trong đêm tối, không phải là đi từ nơi này đến nơi kia vài km, mà là vượt biên giới ra khỏi Palestine để sang trú ngụ ngoại quốc nước Ai Cập. Thánh nhân đã cặm cụi một cách ân cần bảo vệ cả hai mẹ con, mà cũng không hề có một tiếng than thở van nài gì cả. Rồi đến khi vua Herodê chết, Akelao con của Herodê lên nắm quyền, Thánh Giuse nghe biết đã bạo vương Herodê kẻ tìm giết hài nhi Giêsu đã chết rồi. Thế thì trong báo mộng, cũng lại một lần nữa trong cuộc báo mộng từ đất Ai Cập, Thánh Giuse cặm cụi đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu trở về. Không thể, không dám, đúng hơn là không dám sống ở Jerusalem, bởi vì cũng sợ Akelao, cũng là một bạo chúa như cha của ông ta. Thành ra đưa Đức Mẹ và Thánh Giuse về lại Nazareth, quê hương của Đức Trinh Nữ Maria, để rồi từ đó Ngài ở bên cạnh con mình, săn sóc chăm chút từng tí một. Và Chúa Giêsu đã thực thụ trở thành con của thánh cả Giuse. Tất cả những điều đó cho thấy Thánh Giuse có một lòng tin mãnh liệt, một lòng tin dứt khoát, một lòng tin mạnh mẽ. Đó là bài học cho mỗi chúng ta. Bởi nếu không thấy được Chúa ân cần với mình, nếu không có được sự tâm giao trong đức tin giữa mình với Chúa, thì dễ gì thực hiện một giấc mơ. Anh chị em và tôi trong cuộc đời này mơ bao nhiêu lần, thế mỗi một lần mơ chúng ta lại cứ khăn gói chạy theo giấc mơ đâu. Nhưng phải biết rằng và chắc chắn rằng đó là ý Chúa muốn. Thánh Giuse mới thực hiện những điều mà mình nằm mơ. Phải có cái gì đó ghê lắm, thao thức lắm, thôi thúc lắm, Thánh Giuse mới có thể giấc mơ, mới có thể sống những điều trong giấc mơ đã thể hiện. Và tôi cho đó là đức tin, một đức tin vô cùng mạnh mẽ, một đức tin khác thường, một đức tin vĩ đại, một đức tin ngoan cường, một đức tin làm kiểu mẫu cho đời sống đức tin của anh chị em và tôi, để chúng ta tin tưởng chắc chắn vào Chúa mọi nơi mọi lúc trong cuộc đời này. Dẫu là đêm hôm, dẫu là ban ngày, dẫu là đường xá mình đi trơn tru, dẫu là lúc mình đi gặp gần, dẫu là những lúc biển đời của mình đầy sóng gió, hay những lúc băng bằng phẳng như mặt hồ mùa thu, thì tất cả những ngày tháng ấy, anh chị em và tôi nhìn lên thánh cả Giuse để nhìn thấy đức tin của Ngài. Chúng ta một lòng theo Chúa đến cùng trong đức tin. Điều chắc chắn mà chúng ta phải luôn luôn nói với nhau và phải luôn luôn quả quyết một cách mạnh mẽ với nhau, đó là dẫu theo Chúa, dẫu một lòng yêu mến Chúa, không bao giờ chúng ta đứng ngoài đau khổ. Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse theo Chúa và ở bên Chúa cặm cụi suốt đời mình, nhưng vẫn không hề đứng ngoài những cuộc đau khổ. Cho nên anh chị em và tôi đừng bao giờ cho rằng tôi thờ Chúa để tôi được khỏi phải khổ đau. Đừng bao giờ xin ơn bình an theo nghĩa là không có sóng gió nào trong cuộc đời, không có đâu. Đừng mong,
Mà bình an có nghĩa là nội tâm chúng ta chấp nhận cái cơn sóng gió ấy đi cùng với Chúa như thánh cả. Đấy mới là bình an thật sự mà chúng ta cần Chúa ban. Còn anh chị em đi đến xin lễ, thưa cha cho con xin ơn bình an, cho gia đình con bình an, theo nghĩa nào? Nếu anh chị em muốn bình an là đừng có bệnh tật, là đừng có sóng gió trong đời, tôi chắc chắn anh chị em thất vọng. Bởi Chúa không để cho chúng ta yên đâu, mà chúng ta được mời gọi vác thập giá với Chúa. Đức Mẹ và Thánh Giuse có ai gần các ngài, có ai gần Chúa như các ngài đâu. Nhưng càng gần Chúa thì sóng gió càng dồn dập. Thành ra học lấy bài học của đức tin nơi thánh cả Giuse, tôi lặp lại: một đức tin ngoan cường, một đức tin vĩ đại, một đức tin kiểu mẫu cho lòng tin của chúng ta. Và điều thứ hai, ngoài sự mạnh mẽ trong đức tin, đó là lòng vâng phục thánh ý Chúa tuyệt đối. Bởi từ khi Chúa Giêsu sinh ra làm người, trong cuộc đời này một mình thánh Giuse chăm sóc dưới ngôi nhà của thánh Giuse chỉ là một ngôi nhà với những con người hết sức thấp bé, không có tiếng nói, không có quyền lực gì cả. Thánh Giuse bên cạnh con mình, nuôi dưỡng con mình dưới mái nhà nghèo ấy hàng ngày, với cái bàn, cái tủ, với cái búa, cái kềm. Ngài đã làm cho gia đình của Ngài không phải là giàu có, không phải là sang trọng, không phải là sống hơn người trên một địa vị, mà Ngài đã lãnh đạo gia đình của Ngài trong ơn thánh Chúa, nhờ sự vâng phục tuyệt đối thánh ý ấy. Để nếu Chúa muốn điều gì, thánh Giuse chấp nhận điều ấy. Để ở bên cạnh Chúa Giêsu, thánh Giuse thực sự là một người cha. Dẫu Chúa Giêsu là Chúa, nhưng trước mắt Ngài, Chúa Giêsu vẫn là người con. Để tất cả mọi người Do Thái quanh vùng, thánh Giuse đang sống đấy, ở cái quanh vùng đấy đấy, người ta gọi Chúa Giêsu là con của bác thợ mộc. Thánh Giuse chấp nhận và không hề có một tiếng phản đối nào. Sự vâng phục thánh ý Chúa trong lòng tin hết sức mạnh mẽ của thánh nhân là một bài học cho chúng ta hôm nay. Để anh chị em nói rằng mình tin Chúa thì mình cũng phải vâng phục thánh ý Chúa. Nhờ vâng phục thánh ý mà mình can đảm đón nhận và đối đầu với sóng gió trong đời mình. Để thánh Giuse sống thế nào, chúng ta cũng sẽ sống thế ấy. Và nếu thánh Giuse đã được Chúa ân chuẩn trong nước thiên đàng với ân nghĩa trọng đại thế nào, thì chúng ta bước theo con đường thánh Giuse đi, chúng ta cũng sẽ được đầy những điều hết sức tốt đẹp và lành thánh như tấm gương mà Ngài để lại cho chúng ta. Một lần nữa ôn lại những gì thánh Giuse đã sống nơi con người của sự mạnh mẽ trong đức tin và lòng vâng phục Chúa này, thành một kiểu mẫu, thành một bằng chứng, thành một tấm gương. Anh chị em và tôi nhìn vào đó để luôn luôn đi cùng Chúa của mình trên con đường thánh thiện, trên con đường nhân đức, nhất là trong những ngày tháng làm người nơi trần gian, chúng ta có thể chấp nhận mọi biến cố xảy ra. Đừng bao giờ, tôi nhắc lại là đừng bao giờ khi gặp phải thử thách thì vội trách Chúa. Tại sao Chúa để cho con thế này? Chưa gì chúng ta lại trách Chúa rồi. Nhìn những con người sống thánh thiện bên cạnh Chúa vẫn đầy những gian nan, vẫn đầy những khó nhọc. Có ai mà, tôi nói thật anh chị em và tôi, có đau khổ cách mấy nhưng chưa bao giờ bị người ta đe dọa ai đó giết chết con mình. Anh chị em có thấy cái nỗi đau nào cho bằng nỗi đau mà người ta đe giết chết con không? Và thánh Giuse đối diện với điều đấy, Đức Mẹ đối diện với điều ấy. Và sau này thật sự trong bàn tay Đức Mẹ là người con đã bị giết thật sự. Vậy chúng ta có nỗi ám đảm nào, có nỗi ảm đạm nào đến nỗi như vậy không? Hãy nhìn lên các ngài để học lấy những đau khổ
và học lấy sự vâng phục cũng như đức tin mạnh mẽ của các ngài. Anh chị em tuyên xưng đức tin.